Chú thích. 3. Sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ở nhiều nước, đặc biệt ở các nước phương Tây, xảy ra tình trạng tăng vọt về dân số. Người ta hay gọi thời kỳ này là Baby Boom. 4. Yon. Ngáp. sơ. Nhọt. io Lối đi. 5. Trong tiếng Anh. Joss nghĩa là bỡn cợt. Còn phe đọc lên nghe giống pho. Số 4 6. Bây cơ tiếng Anh cũng có nghĩa là thợ làm bánh. 7. Peter Pan Nhân vật trong tiểu thuyết của j M. Barry Cậu bé Peter Pan ham vui chơi và không muốn trưởng thành. 8. Theo thứ tự Đùa bỡn Mềm mại Cầu nhau 9. Loài sinh vật trong thần thoại có thân hình của người và đầu của chó hay chó sói. 10. S dùng chữ pit. Smoked salmon là món cá hồi sông khói than bùn. Còn "phe", tác giả dùng từ "lox" cũng chỉ món cá hồi sông khói. 11. Mơ lâu. Rượu vang đỏ. Làm từ nho trồng ở miền Nam nước Pháp. Sauvignon Blanc. Rượu vang trắng làm từ nho trồng miền Trung và Tây Nam nước Pháp. Chardonnay. Rượu vang trắng làm từ nho trồng ở vùng Burgundy, nước Pháp. Chamnier, Rượu vang trắng làm từ nho trồng ở vùng Alsace, nước Đức. Riesling. Một loại vang trắng của Đức mười hai tiếng anh c mail người chuyển đổi giới tính nam thành nữ đọc lên nghe giống email mười ba những từ do louis carroll sáng tạo ra trong bài thơ jabberky mười bốn scrabble trò chơi ghép chữ người chơi dùng các thẻ chữ cái đặt lên bàn ô vuông theo hàng dọc hoặc hàng ngang để tạo ra các từ có nghĩa 15. Misere. Từ này không rõ nghĩa. Có thể Buzan lấy cảm hứng từ bài thánh ca số 51 của tác giả người Ý Gregorio Erlisi. Tựa đề Miserere. Hay Miserere mei. Dios nghĩa là xin Chúa mở lòng từ bi với con. 16. Rawa là một thành phố ở Iraq. Người dân ở thành phố này được gọi là người Rawi. 17. Đoạn trên có nghĩa. As you can see it not very easy to read text written without spaces or punctuation of any kind or even have fully position line. Break. Right? And yes this was exactly the form of inscription you in ancient Greece. Bạn thấy đấy. Chẳng dễ gì đọc đoạn văn không hề có bất kỳ dấu cách hay dấu câu nào. Hay thậm chí là những chỗ cách dòng hữu ích. Ấy nhưng đây chính là cách ghi chép vào thời Hy Lạp cổ đại. 18. Hai câu này có nghĩa. Bị. Ngạt mũi làm giảm khả năng người rượu. Và những trò hắn biết khiến hắn liếm cô ả. Trong tiếng Anh, hai câu này đọc lên nghe giống nhau. 19. Johann Gutenberg. 1395, 1468, người Đức, đã phát minh ra máy in khởi đầu của cách mạng in ấn. 20. Frank Lloyd Wright, 1867, 1959, kiến trúc sư người Mỹ, có ảnh hưởng lớn đến nền kiến trúc Mỹ trong thế kỷ 20. 21. Chứng bệnh gây suy yếu và phá hủy thần kinh vận động. 22. Một loại vải do người Akan ở châu Phi làm ra, giống thổ cẩm ở Việt Nam. 23. Tìm kiếm ở đây được hiểu là tìm trong trí nhớ. 24. Một dạng tài liệu hướng dẫn học tập, chủ yếu dùng ở Mỹ. 25 mươi Gettysburg Address là bài diễn văn do tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đọc tại nghĩa trang quốc gia Gettysburg, bang Pennsylvania năm 1863 Chữ address cũng có nghĩa là địa chỉ. 26 mươi sáu Olivier một 1989 diễn viên đạo diễn, nhà sản xuất phim người Anh, Joseph Raiduert Kipling, 1865-1936, nhà thơ, nhà văn Anh. Nổi tiếng qua những bài thơ viết về quân lính Anh ở Ấn Độ và những chuyện cổ tích viết cho trẻ em. 27. Narrow seven trang wikipedia dẫn lời nhà tâm lý học Darro Chiford rằng các kỳ nhân có trí nhớ rất sâu nhưng cực kỳ hạn hẹp. Narrow. Hạn hẹp hiểu theo nghĩa họ có trí nhớ tuyệt vời nhưng rất khó sử dụng chúng. 28, tương đương với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 29, mental anguish. Dày vò trí óc. 30. Enly DeGeneres, người Mỹ, là diễn viên, dẫn chương trình truyền hình, và người độc tấu hài. Stand Up Comedian, bà là người dẫn chương trình mang tên The Enly DeGeneres Talk Show.